Anh Ngọc Trai chào các bạn nhỏ. Chúng ta vừa đến với tập đầu tiên của bộ phim Hiệp sĩ Nezo. Thật là gây cứng và hồi hộp đúng không nào? Chà, hơn 100 năm biên bình tại vương quốc Nighton. Thì hôm nay đã xảy ra một biến cố thật là khủng khiếp. Cuốn sách quái vật đã dụ dỗ tình hề hoàng gia Presto để triệu hồi các quái vật nham thạch vô cùng là nguy hiểm luôn, đe dọa đến sự bình yên của vương quốc. Ai chà, anh cảm thấy lo quá các em à. Không biết là vận mệnh của vương quốc Nighton sẽ như thế nào đây? Đó là một câu hỏi đó. Và các em có muốn mình trở thành một hiệp sĩ giống như là các nhân vật trong phim để cùng anh Ngọc Trai tiêu diệt quái vật không nào? Hãy cùng nhau tải trò chơi Melok 2.0 tại Apple Store và Google Play về máy tính bảng hoặc là điện thoại di động của mình. Giờ đây các em đã có thể trở thành một hiệp sĩ thực thụ như là anh rồi. À, anh bật mí thêm một chút xíu nha. Đó chính là các em có thể dễ dàng nâng cấp sức mạnh nhân vật của mình bằng cách sở hữu các khiên sức mạnh để chiến đấu thật là dũng cảm. Và một trong những cách đơn giản nhất để sở hữu khiên sức mạnh đó chính là các em hãy đến các cửa hàng My Kingdom hoặc là các cửa hàng bán đồ chơi Lego Nezo Knight chính hãng nha. Và để nhận được cẩm nang chiến đấu của hiệp sĩ Nezo, chờ chút cho coi luôn. Và sau đó chọn câu trả lời đúng cho mỗi câu hỏi trong mỗi tập phim. Và với mỗi câu trả lời đúng, các em sẽ được tặng một thẻ bài. Cho coi luôn nè. Đó. Để quét khiên sức mạnh, nâng cấp khả năng chiến đấu trong trò chơi của mình. Và chắc chắn là các em đang thắc mắc là trong cuốn cẩm nang này có những nội dung gì đúng không? Và dĩ nhiên, đó chính là tất tần tật những điều mà về trò chơi Melok 2.0, các cách nâng cấp sức mạnh, bản trả lời câu hỏi và các hiệp sĩ anh dũng nữa. Và còn bây giờ là câu hỏi thử thách của ngày hôm nay. Các em hãy nghe thật kỹ nha. Vì sao cuốn sách quái vật dụ dỗ Chesto làm điều xấu xa? A. Bởi vì Chesto và cuốn sách là anh em. B. Vì cuốn sách cảm thấy buồn. C. Vì Clay không thích Chesto. Và D. Vì cuốn sách không thể tự mình triệu hồi được quái vật. Và vào lần sau, anh Ngọc Trai sẽ hướng dẫn các em cách để quét thẻ bài nâng cấp sức mạnh. Chúc các em may mắn nha. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt. Tải sức mạnh. Đâu rồi? Đây. We together overcome, fight for the future, all for one, stand up, reach up, next all night.